Xin kính chào quý các bác bà con gần xa nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Thắng sẽ giới thiệu với các bác một chiếc đầu chảo của khách thì cũ, hơi bẩn nhưng mà bây giờ bắt đầu mới lôi ra làm. Thì nghe nói khách là hỏng nguồn, khách báo hỏng nguồn. Thì cà phê uống rồi, giờ mình bắt đầu làm việc thôi. Đây là anh bạn cộng sự đồng nghiệp của mình. Hai đi. Thôi thôi, bạn già không hai đâu. Nhạc thì anh Thắng đã chuẩn bị sẵn một bài hát yêu thích rồi. Chiều Tây Đô nhá, của Hoàng Thục Linh. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Thêm một chiến lợi phẩm cho các bác nhé. Đây là dòng đất chui vào này. Chết rồi. Sẽ sống lại yêu.
Nhạc đang hay hết mất rồi. Thank you.
xuân em đã hẹn hò. Như ứng tình trong cánh hoa mưa, đưa hương theo làn gió, anh nói rằng nên bí thanh thơ. Xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ anh trước sông thơ, em đi qua đâu ngõ còn nhau thân xuân đã về. Chỉ rơi tầm 15-20W thì các bạn nên dùng một sợi nhỏ bé này nhé. Chúng ta nên dùng một sợi bé này thôi. Công suất càng lớn thì chúng ta càng nên dùng sợi dây cầu chì lớn hơn một chút. Chiếc cầu chì giả. Đây là những điểm chúng ta cần kiểm tra nhé các bạn nhé. Bên sơ cấp và bên thứ cấp. Khi chúng ta làm nguồn xung cái này. Trong cánh hoa mơ đưa hương theo lời.
phần này. Đấy, đây là nguyên tắc để các bạn kiểm tra làm nguồn xung nhá. Nguồn này chỉ có 5V và 24V thôi. Chúng ta đã hoạt động. Giờ chúng ta sẽ cấp ra tín hiệu vào. Chúng ta cách kiểm tra nguồn của một chiếc đầu chảo đối với hiện tượng là bị chập đứt cầu chì. Đây là các bước kiểm tra là chúng ta thay thế linh kiện, vẫn như thế thôi, mặc dù kể cả không chết gì cả nhưng chúng ta vẫn phải kiểm tra từng bước để tránh tình trạng khi các bạn kiểm tra chưa kỹ đóng cái xe vào hoặc thay thế bất kỳ một linh kiện nào khác là dẫn tới hiện tượng chập cháy nổ. Đấy. Và như trên là tất cả các bước mà anh Thắng đã hướng dẫn cho toàn thể các anh các chị cũng như các bác ở gần xa để chúng ta có một cái phương pháp kiểm tra nguồn. Những anh, những chị và những bác đã biết về vấn đề này rồi thì chúng ta có thể là không cần thiết để quan tâm tới video này, có thể bỏ qua. Nhưng đối với những bạn mà chưa thành thạo để kiểm tra nguồn này hoặc tất cả các nguồn khác thì các bạn nên quan tâm tới video này và theo dõi video. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.